CV Tiến Dũng nha. Và hiện tại Tiến Dũng đang đi quay con vịt này. Tiến Dũng rất vui được gặp lại tất cả mọi người nha. Đây là con chó của chúng ta này, nó đang sủa dưới nhà này. Đó, rất là đẹp luôn, rất là to. Chào bạn chó nha. Chào bạn chó đáng yêu nha. Đó, đây là đàn vịt của chúng ta nha mọi người. Mọi người thấy chưa, đàn vịt của chúng ta rất là nhiều luôn. Đây là chú ngan của chúng ta này, còn đây là những đàn vịt của chúng ta này nha mọi người. Vịt rất nhiều luôn. Đó. Ngan rất là đẹp luôn này. Đang bơi dưới sông này mọi người. Trên bờ xuống luôn nha. Đó. Ngan của chúng ta vừa đi. Ngan của chúng ta rất đẹp. Bạn thấy không? Các bạn cũng theo dõi tiếp video nha. Đó, sẽ quay con vịt đang bơi này. Đáng yêu luôn. Đó. Đây là hai chú gà của chúng ta nha. Đó, hai chú gà trống này. Đàn vịt và gà trống. Cho Ruby Tiến Dũng nha mọi người. Chào các bạn ngan, chào bạn vịt nha.